Nếu con chúng ta chưa chết thì chắc bây giờ cũng lớn vậy rồi. Nếu như cậu ta cố gắng học tập thì sau này có thể trở thành bác sĩ hoặc luật sư. Nhưng tôi thấy bộ dạng của cậu ta sau này làm võ sĩ hợp hơn. Được lắm, đánh đi. Đòn thằng mà ta còn kẹp được cũng chỉ đòn này.